trước chụp anh cái gì nhỉ? có làm một cái video lên, anh có làm một cái video có mấy của cái anh gì ấy, anh ấy học hỏi cái gì ấy, anh ấy được 900 năm cái gì ấy. Thì anh ấy bảo anh ấy theo học anh từ năm 2 ấy, nên là em muốn hỏi là năm 2 đã đi học thêm anh chưa ấy. Không, nó nói thôi chứ nó học anh từ, nó học anh mới, thực ra nó mới học anh từ hồi Tết mà, từ hồi Tết đấy, À hồi mới đi viện bắt đầu lên Y3. Nó là 9,5 điểm nội cơ mà, nội ấy, à rồi nội bên Thanh Nhàn. Anh bày cho nó tất cả các cái, nó cơ bản nó lập luận nó như kiểu các bạn sinh viên bên trường anh ấy, nên là thầy cho điểm nó cao. Nếu mà chú để ý xem thấy điểm các bạn thi điểm với nó toàn 4 điểm rưỡi, 5 điểm rưỡi. Tại thầy không cho nó 10 đâu, tại vì lâm sàng mà cho 10 cũng thành giáo sư rồi đúng không? Đúng không? Lâm sàng mà cho 10 làm gì có chuyện lâm sàng cho 10, thành giáo sư là cho 9 rưỡi mà. Thực ra cu đấy là cũng là cháu ruột của một bác rất là nổi tiếng và viết sách chú ở bên bệnh viện Việt Đức ấy. Nhưng mà nó khiêm tốn lắm, nó khiêm tốn. Nếu mà hỏi chú hỏi cái trường ấy, thằng nào, à, nào cũng biết, thằng cu ấy luôn. Chắc chắn luôn, nó nổi cả cái trường ấy luôn này. Vì anh hướng cho nó là sau này nó sẽ thi đỗ ở bên này để cho các thứ thì cái sự nghiệp của nó sẽ mở mang hơn. Nếu mà nó có cái mác là nội trú nó sẽ được học nhiều hơn, hay là bác thứ giúp đỡ. Thì nói chung là nó là cơ hội mà. À. Thì anh đã giúp các em cơ hội, tăng thêm các cái cơ hội chọn em. Đấy, chú này nói hơi bậy một tí nhưng mà được cái thật, 9,5 thì là tiến sĩ đúng không? Thực ra thầy nó bảo thầy định cho nó 10 đấy, thằng cu ấy định cho nó 10 đấy. Được rồi anh. Định cho nó 10 đấy nhưng mà thôi cho 9,5. Nhưng mà thực ra thầy cũng thấy sự khác biệt của nó đúng không? Xong hôm đấy xong các bạn bên đấy, các bạn hỏi, các bạn đi học anh hỏi nhiều. Thế là thành anh bảo thôi để ra Tết anh dạy, có gì anh lại dạy nội lại từ đầu cho các bạn. Tại vì bây giờ vào học thứ nó dở dang, người ta học nó, anh có cái lớp ở nhà anh chiều nhật dạy mà, tự nhiên nó bây giờ vào học tự nhiên nó dở dang, nó chả kiến thức nền gì thì anh nói thật là anh bó hai tay anh chả dạy được gì. Nó phải dạy từ một cơ sở chứ không, nhưng mà giống kiểu thầy nghĩa bảo là chúng ta phải học từ giải phẫu ấy đúng không, học từ giải phẫu chứ còn bảo là giải phẫu mà không biết đòi học bệnh học thì anh có thành thánh, anh chả dạy bệnh học đúng không? Giống kiểu chú học về giải phẫu về tim đúng không, đúng không? Chú chẳng biết, chú chẳng biết các cái hệ thống dẫn truyền trong tim, cũng như là chú chẳng biết cái cấu trúc của cái cơ nhú, của các cái cột cơ cầu cơ, thì chú làm sao chú học về nhồi máu cơ tim được đấy. Ví dụ chẳng hạn như là về những cái định hướng ấy, thực ra nó không quá là quan trọng. Cái định hướng của tim ấy thực ra nó quan trọng, ngay cả chuyện là chụp giải phẫu vẫn chụp điện học của nó ngay cả chuyện đấy nó khác nhau rồi đấy. Ví dụ chẳng hạn như có dày các cái thành tim ấy, thì nó sẽ biến đổi các cái chụp điện học đúng không, cũng như là các cái chụp giải phẫu của nó. Còn về cơ bản ấy thì chụp giải phẫu nó cũng gần gần như cái chụp điện học đúng không, bởi vì tim của mình ấy đúng không là hướng từ trên xuống dưới, từ từ trước ra sau và từ sao từ phải qua trái đúng không? Đấy, đấy các bạn có thể biết các giải phẫu về tim rồi, bạn biết đấy. Nhưng mà những cái đấy nó phục vụ gì cho các chuyện sau này học sinh lý đúng không? Đấy. Cứ còn lúc nào thì các bạn cũng đọc là tim hình tháp một đỉnh ba mặt một nền đúng không? Thế cái thứ thì nó cũng không giải quyết được nhiều lắm. Đó. Còn về cái giải phẫu của tim ấy thì ứng dụng sau này ấy, trong nội khoa ấy. Thì anh là nội tổng hợp mà, anh làm nội tổng hợp chứ anh có phải chuyên gì đâu. Thứ hai, anh làm đề tài về tiêu hóa, còn anh học nội trú nội tổng hợp, tức là đi tất cả các khoa mà, kể cả tim mạch. Trước tim mạch thì trước anh cũng đi có tầm độ 2 tháng. Cơ Nội bản tổng em nghe cái anh gọi là nội tổng hợp nó xa xa nội thần kinh đúng không ạ, nó giống giống không giống chú ạ. Nội thần kinh thì không đi các khoa nội bên, các khoa nội như kiểu là tim mạch hô hấp các thứ thì ít, rất là ít. Thì các bạn đấy
thì từ các bạn quan tâm khóa nội ấy, thì hôm các mấy có nhiều lắm, hôm có khoảng độ 8, hôm có 8 chú kinh công ấy, đạo y kinh công ấy, y3 ấy, cũng muốn học nội ấy, thì nhưng mà anh bảo là để ra Tết thì có gì anh xếp lớp cho, tại vì đấy bây giờ chen ngang vào thì học chả hiểu cái gì chán đúng không, mà cái giống là kiểu như chả học học cái gì xong đọc tí là chán chán thì gấp sách vào chả học. Quan trọng là phải học từ môn cơ sở ấy, nó có những cái môn quan trọng ấy, còn có những môn thực ra mà anh nói là không quan trọng ấy thì anh đi đầu xuống đất luôn chứ cần gì nữa, nhưng mà thực sự là có những cái môn mà em phải chú ý đúng không, ví dụ chẳng hạn như là hóa sinh sinh lý, hóa sinh lâm sàng, sinh lý bệnh đúng không, sinh lý bệnh miễn dịch đó. À, về các cái môn như là giải phẫu này đấy, hóa sinh mình học nội nhi thế thôi, loanh quanh như thế thôi có gì đâu, cái môn chính thì mình tập trung mình học tiếng tì tiếng Anh nữa là ok anh, bởi vì anh thấy các bạn y quốc gia rất là giỏi tiếng anh thấy các bạn y quốc gia giỏi anh cực kỳ luôn, làm chú IELTS tầm độ 6.5 ấy, 7 chấm ngay từ hồi mà trong trường luôn ấy, được cái là một cái thế mạnh ấy, mặc dù cơ sở các bạn thực hành các bạn hơi yếu một chút nhưng mà anh thấy là cũng khá về tiếng Anh cũng như là về giao tiếp ấy, tốt À. ạ. Trang hỏi gì không? Đào, Quang Anh có hỏi gì không? Đạt này. Mai anh test cái thử cái bài cho các bạn luôn à. Đấy. Đấy, các chú nhìn thấy màn hình xe rồi đúng không? Bây giờ xử lý rồi. Không, anh test thử cái bài cho các chú mà. Còn anh đã dạy chính đâu. Chờ thầy Nghĩa dạy trước. Anh phải các chú phải hiểu là phải tôn sư trọng đạo chứ đúng không? Thầy thầy đã nói thế rồi, anh còn cứ cố dạy là không được đúng không? Nói gì thì nói thì mình phải cũng là dành sự tôn trọng cho các thầy nữa. Còn anh thì anh chưa là anh nhận là thầy luôn các chú cả, anh chỉ là người hướng dẫn thôi. Vì là nó khi mà đã mang chữ thầy nó có rất là nhiều trách nhiệm ấy. Cực kỳ nhiều trách nhiệm. Đây ví dụ nha, anh zoom các chú nhìn hình nha, nhìn rõ không? À. Có thấy anh ạ, Được đúng không? có luôn Đấy đấy. anh thích dạy kiểu này, có ảnh này ví dụ nha, anh nói này đấy nha, đấy đấy các em có thể nhìn thấy đây nhá, thì đấy các bạn nhìn thấy chưa, đấy nhìn rõ chưa, đấy. Đấy các em có thể nhìn thấy đây thì các em có thể thấy rằng là gì, thì bình thường ấy tim của mình nhá thì bản chất thì là một cái khối cơ rỗng nhá, nó là cái trung tâm của cái tuần hoàn, tức là sao, nó sẽ có tiểu tuần hoàn và đại tuần hoàn đó. Tiểu tuần hoàn là các hệ thống máu đây, ví dụ em có thể nhìn màu xanh đây, màu xanh ở đây nhá, nhưng mà lại là gì, màu xanh ở đây nhưng thì lại là động mạch phổi đúng không, còn màu đỏ màu xanh này. Nguyên tắc là cái mạch máu trong cơ thể mình thì màu đỏ thì là động mạch, màu xanh thì là động mạch. Nhưng mà ở tim ấy thì cái mạch máu mà đi ra từ tâm thất phải thì lại là động mạch gì? Các bạn thể thấy đây nhá. Thì đây chỗ này này. Đấy, thì là chỗ này là thân động mạch phổi. Được chưa? Bình thường cái máu này, chỗ này trở về tim thì qua các cái hệ thống tĩnh mạch cánh tay đầu. Đó. Nhá, thế đổ về tim, đổ về tâm nhĩ bên phải và đổ xuống thất phải, thất phải bơm máu lên động mạch phổi đó, và cái máu ở động mạch phổi ấy, thì sẽ là máu nó nghèo oxy, sau đó bơm lên phổi nhá, sau đó sẽ về bên nhĩ bên trái đó, các bạn ấy nhìn ở đây nhá, đấy thì có chỗ này thì động mạch phổi chỗ này có cái chỗ cấu trúc nó hơi phình một chút nhá, gọi là cấu trúc là nón động mạch. Đó. Đấy. Và các bạn thấy thể thấy tim nhá. Thì về cấu trúc sơ bộ là gì? Tim thì nằm trong lồng ngực là ok nhá. Thứ hai thì hai bên này, giữa hai bên này là phổi, được chưa? Giữa hai bên này là phổi. Và ở phía trên này thì là cơ gì em? Ở phía trên này thì là cơ gì? Cơ hoành đúng không? Đó, và bạn hiểu là dưới cơ hoành là cấu trúc của dạ dày đó. Thế bây giờ một bệnh nhân ấy mà đau bụng thượng vị ấy, thì cái tổn thương ví dụ ở thượng vị này thì có thể là gì, có thể là dạ dày mà cũng có thể là gì, cũng có thể là tim
nha. Thì bởi vì sao? Các bạn nhìn thấy đây nhá, các hệ thống mạch máu của tim này. Các bạn nhìn thấy đây, chỗ này là động mạch chủ nhá, động mạch chủ này. Được chưa? Đấy, xong rồi anh chuyển hình nhá. Đấy, động mạch chủ này. Đấy. Đấy, chỗ này này, đó thì nó tương ứng với cái này. Đúng không? Bạn nhìn thấy cấu trúc rất là to ở đây. Đấy. Thì động mạch chủ này ngay ở chỗ đoạn lên này thì tách có hai cái nhánh chính, đấy là động mạch vành phải, các em nhìn động mạch vành phải không nhá, đấy chạy về phía bờ phải đây, và chỗ này là động mạch vành trái em ạ, chỗ này là động mạch vành trái, chỗ này thì người ta gọi là left main, và chỗ này ấy, thì gọi là LAD, LAD tức là động mạch liên thất trước, chỗ này ấy, thì là nhánh mũ của động mạch vành trái em ạ. Đấy, thì các hệ thống mạch máu này thì sẽ tỏa ra đúng không, và sẽ chia nhỏ chia nhỏ chia nhỏ chia nhỏ như có các hình cành cây ấy, và các cái rễ nó nhiều, các cái rễ cây ấy, các cái nó để đâm xuyên vào, tức là đâm xuyên vào các cái cơ tim ở bên trong đấy. Thì các bạn hiểu là khi mà tim của mình ấy, co bóp ấy, sẽ co bóp đúng không, đấy đầu tiên là sao đấy, nhĩ co xong sau đó đổ máu xuống tâm thất và sau đó thất co và sau đó sẽ là giai đoạn kiểu tâm trương toàn bộ đó. Và bạn nhớ là khi mà các cái tim này đúng không, đây là một cái mô cơ ở trong này, khi mà co ấy, thì các cái mạch máu trong này bị ép lại, thế nên là khi mà tim giãn ấy, thì các cái hệ thống mạch máu này mới, nó mới lưu thông, lưu thông thì sẽ tưới máu vào tim, nên là trong sinh lý người ta mới nói là gì, tim ấy chỉ được cấp máu trong cái thời kỳ tâm trương nhá. Và cái nhịp tim của mình ấy em ạ, nhịp tim của mình bình thường ấy, khoảng độ từ 60 đến 100 lần một phút nhá, trên 60 lần và nhỏ hơn 100 lần, nếu mà dưới 60 lần gọi là nhịp chậm, trên 100 lần thì gọi là nhịp nhanh đó. Bởi vì sao tim ấy, nhịp không thể nhanh quá, bởi vì sao, nếu mà nhịp tim ví dụ chẳng hạn như 150 cho đến 200 lần trên phút, ví dụ chẳng hạn như trong trường hợp là bị ví dụ tim bị rung nhĩ chẳng hạn đó, thì các bạn viết xuống dưới này, bạn viết trong cái tờ giấy ấy, là một cái dòng về rung nhĩ thì I1 I2 chưa biết cái đấy, thì anh nói đơn giản này cho các bạn ghi vào là rung nhĩ ấy, nhá, rung nhĩ các bạn hiểu như này, là rung nhĩ tức là rung cái tâm nhĩ, tức là bình thường tâm nhĩ co bóp nó cứ đồng bộ như này, đồng như ở bàn tay của anh nhá, có đồng bộ như này đúng không, xong lại duỗi ra duỗi ra duỗi ra, thế bây giờ rung nhĩ tức là các cái thớ cơ nó rung lên co bóp nó không đồng bộ như này và nó duỗi ra nó cũng không đồng bộ đó, hiểu chưa? Thế thì khi mà co bóp mà duỗi không đồng bộ, thế thì máu ra nó bị sẽ bị quẩn trong các buồng tim, quẩn trong buồng tim, và như thế là sao, giống như gọi là máu mình ấy, thì sẽ có cái tăng đông ấy, tăng đông ấy, thì nó sẽ đọng lại nhé ở trong các cái tiểu nhĩ đây này đó, nhìn thấy tiểu nhĩ chưa, đó tiểu nhĩ này nhá, đánh dầm lại cho đây này, các cấu trúc này nhìn thấy không, thì các cấu trúc này đây đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy đây đúng không, đây tiểu nhĩ của nhĩ trái đấy, nhìn nhá, tiểu nhĩ trái này, nhìn đấy cấu trúc này đó đó, thì sẽ đọng lại trong các cái tiểu nhĩ này và hình thành huyết khối nhá. Thì huyết khối này thì sao nhá, thế thì bạn phải xem các cái lát bổ dọc của tim, các huyết khối này sau đó sẽ xuống tâm thất trái đúng không, thất trái lại bơm máu lên đâu, thất trái lại bơm này, nhìn này, vòng lên đây, lên cung động mạch chủ nhá, lên cung mạch chủ thì sau đó đi lên đây, đi đây, và cuối cùng thì sẽ bắn lên đâu, bắn lên não đấy. Như vậy là các vòng nối mạch trên não như nào, đến phần giải phẫu về não anh đã nói cho nó được chưa đấy nhá. Và người ta nói là gì, tim ấy thì là một cấu trúc sao trông giống như một hình tháp có ba mặt nhá, một đỉnh ba mặt, các bạn nhớ là ba mặt này, một đỉnh và sao một nền đấy nhá, đỉnh tim đây đấy, bình thường các bạn sờ thấy cái mỏm tim ấy là đỉnh tim ấy, nhá, thì sẽ thấy cái diện đập ấy, thì các bạn thấy có thể thấy là ở khoang liên sườn 5, cái đường giữa đòn trái, liên sườn là gì, liên sườn là giữa các xương sườn đây, các bạn thể nhìn thấy cái, đây là các cái xương sườn cấu trúc người ta cắt dọc ra nhá, cắt gọi là cắt đứng dọc đấy nhá, thì các bạn thể liên sườn đây nhá, thì các bạn đếm thì các xương sườn thì bạn sẽ ra cái xem đỉnh, bình thường nó sẽ ở khoang liên sườn 5, đường giữa đòn bên trái nhá, thì đỉnh tim ấy thì sẽ hướng sang trái này nhá, xuống dưới và sẽ hướng ra trước nhá đấy, và cái nền nhá, nền tim thì sẽ hướng ra phía sau nhá, đấy, lên trên và sang phải nhá, đấy, và tim thì có các cái mặt nhá, đấy các cái mặt
Và các bạn thấy nhìn xung quanh cạnh cái cấu trúc của tim đây thì có cái cấu trúc gọi là cái này gọi là cái gì? Màng ngoài tim nhá. Đấy, màng ngoài tim sẽ bọc lấy tim. Bình thường cái màng ngoài tim có rất ít các cái thanh dịch ra để cho tim co bóp mà. Được chưa? Để tim co bóp thì khi mà có các cái lá thanh mạc này nó tiết dịch nhá thì bệnh nhân sẽ bị tràn dịch màng ngoài tim. Thì lúc lúc đấy bóng tim sẽ to, nó không còn được như thế này đâu. Đây này, ví dụ chẳng hạn như bóng tim nhá. Các bạn thể nhìn đây, cái ứng dụng của bạn ấy, anh nói thật là Y1 nhá. Anh nói anh dạy X-quang các bạn có khi các bạn cũng biết đọc đấy. Chứ cũng chả nhất thiết cũng phải lên Y4, Y6 đâu. Nếu mà anh nói sơ bộ, bởi vì các bạn cứ hình dung cái cấu trúc này. Vấn đề là thế này. Bạn phải hình dung là cái cấu trúc mà các bạn nhìn thấy đây nhá. Nó rất là dễ thôi nhá. Đây này, các bạn nhìn thấy nhá. Tức là đập vào mắt bạn nhá. Nhìn này, đập vào mắt các bạn này. Đó, thì ở giữa này là cái gì đây? Đúng không? Giữa này là sẽ nhìn thấy là gì? Giữa này thì sẽ đi là chỗ động mạch phổi. Thì chỗ này sẽ là tâm thất phải. Như vậy cái diện mà trước mặt các bạn ấy, thì là sẽ là tâm thất phải. Đó, các bạn nhìn sang bên này nhá. Bạn thì hình dung là này nhá. Thì cái động mạch chủ nhá, thì nó sẽ đi hướng như này. Đi hướng này, hướng này, đi xuống này. Còn động mạch phổi đây, nó chia làm hai nhánh đây. Hai nhánh đây thì các cái bờ của nó sẽ tạo thành các cái cung động mạch chủ, cung chủ và cung phổi, và các cái tâm nhĩ bên phải và các tâm nhĩ tâm thất bên phải. Đó thì bạn nhìn ra hình ảnh nhá, X quang thì các bạn rất dễ hiểu thôi nhá. Đây, ví dụ nhá. Thì đây chỗ này thì gọi là góc gì? Góc sườn hoành đúng không? Góc sườn hoành tức là góc giữa xương sườn, tức là xương sườn đấy nhá, và cái chỗ cơ hoành ấy, cơ hoành mình bình thường là nó hình vòm. Thì chỗ này thì bình thường ấy, nó sẽ tức là nó bình thường chỗ này ấy, tức là các cái lá thành và lá tạng ấy, thì sẽ trượt lên nhau bởi một ít thanh dịch. Khi mà có dịch chỗ em nhìn giống như một cái túi đúng không? Đúng không? Chỗ này giống như một cái túi này thì nó nhọn này đúng không? Thì khi mà có các dịch chỗ này nhá thì bình thường góc này nó sẽ là góc nhọn. Khi mà có dịch, ví dụ chẳng hạn như là ví dụ anh nói ví dụ chẳng hạn như là này, ví dụ bệnh nhân có một cái khối u ở phổi chẳng hạn chỗ này, xong bắt đầu cái khối u đơn giản là nó gây ra các phản ứng viêm, nó tiết dịch đúng không, có thể gây ra tràn dịch màng phổi một bên đó, thì sẽ gây ra tổ góc sườn hoành. Hoặc là đơn giản bệnh nhân có một khối u ở đây nhá, khối u ở đây đúng không, xong nó khối u ăn xuyên qua các cái, tức là xâm lấn, sẽ xâm lấn qua các cái cấu trúc lá thành lá tạng và sẽ xâm lấn màng ngoài tim, nên là một số bệnh nhân bị u phổi ấy, thì sao có thể tràn dịch màng ngoài tim ở chỗ này đấy, hiểu chưa? Đấy, thì họ có thể tràn dịch ngoài tim. Khi lại thế thì trên X quang ấy thì sẽ thấy là góc này nó sẽ bị tù đi nhá, góc này sẽ bị gọi là tù góc sườn hoành. Và thì các bạn nhìn thấy cấu trúc đây nhá, chỗ này a chỗ này là aspect, tức là chỗ này là đỉnh tim nhá, được chưa? Đấy, aa này, chỗ này là aorta, tức là cái chỗ này là sẽ cấu trúc của cung động mạch chủ nhá, cấu trúc của cung chủ này, sau đó là cấu trúc của cung phổi nhá, PA nhá, PA nhá. Đấy là cấu trúc của cung chủ và cái cấu trúc của cung phổi. Thì các bạn thể thấy nhá, AA là cái tâm nhĩ bên phải. Như các bạn thể nhìn thấy IV là tĩnh mạch chủ dưới nhá, tĩnh mạch chủ dưới. Đó sẽ đổ về tim bên phải. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Và các bạn nhớ là ở dưới này nhá, các bạn nhìn thấy chỗ mà hơi chỗ này nhá. Thì chỗ này nhá thì sẽ là cái bóng hơi nhá, chỗ này sẽ có cấu trúc gọi là bóng hơi của dạ dày đấy. Nhá, tức là tương ứng phần phình vị dạ dày ấy. Thì dạ dày ấy, nằm như thế này, đúng không? Nằm như thế này đúng không? Đi xuống dưới này. Dưới. Nên là một bệnh nhân mà đau ở các cái vùng, em ạ, nếu mà một bệnh nhân ấy mà đau ở cái vùng thượng vị này nhá thì nó có thể có tổn thương, có thể là cấu trúc của phổi, cấu trúc của tim và cấu trúc của dạ dày. Nhá, các bạn thể nhìn thấy ok chưa? Nhá. Đấy. Đấy thì học về giải phẫu thì các bạn có thể nhìn thấy các cái cấu trúc nhá, đấy, có thể đọc được phim X quang, nếu mà giỏi giải phẫu ấy thì có thể đọc được phim X quang chẩn đoán hình ảnh rất là tốt, đúng không? Đấy. Được chưa? Đấy, và các bạn nhìn thấy bình thường cái vòm hoành bên trái nhá, cái vòm hoành bên này các bạn nhìn thấy đây đúng không? Nó sẽ hơi cao một chút bởi vì dưới này ấy, là cái cấu trúc của gan nhá, cấu trúc gan nằm ở dưới này. Đó, nhá. Thì trên phim X quang ấy thì đơn giản thôi, thì các cái cấu trúc mà chỉ có hai màu đen hoặc trắng nhá, xương thì nó sẽ màu trắng, đúng không? Về tim có chứa dịch và các mạch máu là nó sẽ màu trắng, đúng không? Chỗ này là xương cột sống thì cũng sẽ là màu trắng thôi nhá. Đấy, hiểu chưa? Đấy, và cái phình vị nó sẽ chứa khí nên là sẽ là màu đen, đúng không? Đấy, còn các cấu trúc trắng này là các cấu trúc về mạch máu nhá. Đấy. Ok chưa? Và mình nhớ mình học các giải phẫu của tim ấy, sau này ấy, mình sẽ nghe van các cái van tim rồi các cái tiếng thổi ở tim ấy thì mình sẽ hiểu là vấn đề là cái vùng nghe van động mạch chủ thì nó sẽ là như thế này. Quan trọng là
quan trọng là nhìn nhá, cái lá van chỗ này nhá, cung động mạch chủ đi này này đúng không, thì cái hướng của lá van lúc đầu mà nó đi từ tim bên trái ra thì nó sẽ hướng theo hướng này này, tức là lá van nó sẽ hướng theo cái hướng dội của cái lá van này đấy, thì cung chủ nghe bên này nhá, còn đâu cung phổi này đấy, cung phổi thì sao các bạn nghe van động mạch phổi, các bạn nghe bên này đúng không, và chỗ này là cấu trúc của van ba lá đúng không, cấu trúc này là cũng vùng nghe của van hai lá đó nhá. Ví dụ chẳng hạn như một bệnh nhân là bị có cái hở van hai lá thì bạn sẽ nghe cấu trúc ở hướng này, bởi vì nó sẽ hướng theo các cái hướng mở, quan trọng là giống như các hướng mở của các cái lá van ấy đó, bạn hiểu chưa. Đấy thì bình thường ấy, cái xương sườn mà cái xương sườn mà các bạn sờ thấy ở ngay dưới này chỗ này thì nó là cái xương sườn một ấy, nó sẽ khuất bởi cái xương đòn này, chỗ này sờ thấy là khoang lên sườn một nhá, được chưa. Đấy đấy, ok. Thì còn cái hình này ấy, thì là các cái khi mà người ta chụp động mạch vành ấy, nhá, gọi là chụp động mạch vành qua da ấy, em ạ nhá, chụp ấy sẽ có các hình ảnh như thế này, tức là sao người ta sẽ tiêm các cái chất cản quang vào cái động mạch vành ra, nó sẽ xem có bị hẹp tắc ở thứ ở đâu không, đúng không, được chưa. Đấy. Đấy thì bình thường ấy em nhớ là các cái nhánh này nhá, thì các cái động mạch vành ấy nhá, ví dụ chẳng hạn như là các cái động mạch vành bên phải, động mạch vành bên phải cấu trúc này, động mạch vành bên phải thì sao, nó sẽ có cho các cái nhánh tới nuôi các cái nút xoang nhĩ nhá, nên là khi mà các cái động mạch vành ấy nó bị tắc chỗ này thì các nhánh nó nuôi các cái nút xoang ấy nhá. Nút xoang là gì, nút xoang là cái nút chủ nhịp của tim nhá, nằm ở chỗ đổ vào chỗ đổ của tĩnh mạch chủ trên nhá, vào tâm nhĩ đó nhá, cạnh cái chỗ đổ vào, thì khi mà các nhánh này cấp máu này thì cái nút ấy nó sẽ không được cấp máu, như vậy là khi mà đó thì bệnh nhân sẽ, khi mà ví dụ bị nhồi máu cơ tim thất phải chẳng hạn, bệnh nhân sẽ có cái dấu hiệu là nhịp tim sẽ chậm đi, như anh nói sẽ nhỏ hơn 60 lần một phút. Đấy thì là cái ứng dụng giải phẫu nhá, bạn hiểu chưa. Đấy. Đâu nhỉ, tiếp theo nhá, là có các cái cấu trúc nút nhá, các cấu trúc nút của đó, các cái cấu trúc nút này trong cái buồng tim này, các cái nút SA rồi là cái nút xoang, cái nút AV thì các bạn thể sẽ đây này nhá. Đấy thì sẽ có đây, chỗ này là nút xoang nhĩ này, các bạn nhìn thấy chưa? Các anh em nhìn thấy chưa? Đấy chỗ này là nút xoang nhĩ này nhá, nó gần cái chỗ đổ vào đây. Đấy nút xoang nhĩ này, chỗ này là nút nhĩ thất này, xong vòng dưới này là các cái bó hết đúng không? Các cái nhánh phải, nhánh trái có thể mạng Purkinje tỏa và các cái cấu trúc nhá, hệ thống dẫn truyền của tim nhá. Tại sao mà cái tim của mình co bóp đồng bộ thế, bởi vì có các hệ thống dẫn truyền trong này này. Đó, và trong sinh lý người ta nói là cơ tim như là một hợp bào ấy, bởi vì giữa các tế bào ấy có các cái cầu nối dẫn truyền. Ok, bởi vì anh thường anh kinh qua 6 năm rồi, mới cả anh học qua 3 năm nội trú nữa, nên thực ra sự các cái kiến thức của anh thì nó cũng liên thông được với nhau ấy. Nó thông được các cái luồng kiến thức với nhau ấy, thì anh nói cho các bạn ấy thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn nhá. Ví dụ anh nói các bạn từ hồi I1 là cái động mạch vành phải ấy, nó sẽ cho các cái nhánh nó nuôi các cái nút, ví dụ các cái nút xoang nhĩ chẳng hạn, thì sau này các bạn học các cái block, ví dụ các bạn học cái bệnh điện tâm đồ, cái nhịp chậm ấy, thì bạn rất dễ hiểu là trong các nhồi máu cơ tim mà thất phải, tức là do mạch vành phải bị tắc ấy, thì sao bệnh nhân sẽ có rất nhịp chậm và hạ huyết áp. Sau này bạn học bệnh học lên thì bạn sẽ hiểu là những cái trường hợp đấy thì mình không có dùng các cái thuốc, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như là làm tụt huyết áp, ví dụ chẳng hạn nitroglycerin chẳng hạn đó, thì sau đấy là cả một cái bài bệnh học thì sẽ là đằng sau đó. Sau Tết anh dạy nội trước đấy, tại vì có mấy bạn, có 8 bạn y, anh sẽ phải dạy cho 8 bạn y kinh công đã. Thực ra thì anh rất là muốn test ấy, với những cái bạn nào ấy mà trình độ cực thấp ấy, anh dạy cho bạn khá lên. Là anh rất muốn dạy những bạn như thế. Còn những bạn nào là giỏi, tất nhiên là giỏi thì mình tự đọc được, thì anh nghĩ là có thể tự học được nhé. Quan trọng là mình phải, thứ nhất là mình có cái hứng thú đã. Học y mà không có hứng thú ấy, nói thật là chán nhé. Ngày xưa hồi anh mới học năm nhất ấy, nhiều bạn mới vào trường ấy, học nhiều quá chán, nhiều bạn định bỏ học ấy. Sau nhưng mà trường y có ai bỏ học đâu, vẫn học hết đến 6 năm mà. Học ra Tết thì học nội ấy, anh sẽ dạy từ cái kiến thức về triệu chứng học cho đến nội khoa.
anh sẽ dạy chữa và dạy các bạn làm bệnh án. Thằng nội thì chắc anh dạy khoảng độ anh dạy phải dạy nhiều chứ. Nội nó dài lắm, nội nó khoảng độ 70 80 bài cơ. Nhưng mà chắc anh sẽ dạy tầm 32 buổi thôi. Dạy 32 buổi mỗi tuần tầm độ 2 buổi. 2 tiết thì các bạn học tầm 4 tháng là ok ổn. Ok. Đấy mấy anh em ở Cần Thơ các thứ Đà Nẵng ấy, đúng không? Đấy thì có gì thì cơ bản là anh demo với thầy các thứ. Nói chung là bình thường anh dạy online vẫn dạy như này mà. Có sao đâu. Ừ. Ok. Ơ không, thầy dạy 2 tuần thì xong, chắc thờ tuần thầy dạy 2 buổi thôi. Thì thầy dạy chuẩn bị kỹ lắm. Thầy người cũng khá là cẩn thận. Anh cũng chưa biết rồi, tại vì anh cũng chưa biết anh có dạy hay không, vì lúc này anh đang đi làm, anh bận quá, bận. Anh các chú anh vừa dạy chú bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi, anh cũng vừa tắm xong là bạn này có cái nick buồn cười ấy, Huyền Anh 70 cân. Ok, Trang hỏi thì ông Đạt các thứ hỏi gì không? Dương Thảo, Đạt Lê, Trung hỏi gì không? Ok. Ok, thế nhá. Thế nhá, các bạn hỏi gì các bạn cứ hỏi đi. Đây nhá, thì có một bạn học ngoại như nào. Anh nói này, học nội ấy, trước, xong sau đó học ngoại sau thì sẽ rất là vào nhá. Bởi vì nội khoa ấy, thì người ta sẽ thiên về giải thích các cơ chế về sinh lý bệnh. Sau đó thì chú sẽ học ngoại khoa, chú sẽ học rất là ok. Ví dụ chẳng hạn như anh lấy ví dụ này, trong cái ngoại khoa ấy, cái bài tắc ruột ấy, người ta còn nói một câu là gì? Tức là người ta bảo là khi mà tắc ruột ấy, thì đầu tiên là kali sẽ giảm, sau đó thì giảm sau kali tăng, để chống đấy chú đọc chú chả hiểu cái gì, tại sao lại như thế, thì chú lại phải đọc về sinh lý thận thế thôi nhá. Đấy, giai đoạn đầu kali giảm là do bệnh nhân có thể nôn nhiều không ăn được, kali nó giảm. Về sau ấy, nếu mà nôn nhiều mất dịch suy thận cấp trước thận thì kali lại tăng, ví dụ là thế. Thì vấn đề là chỉ đặt chú một dấu chấm đấy, chú đọc chú chả hiểu gì cả. Đấy, cứ học thế thì các bạn nhớ được, nhưng mà sau về sau các bạn lại quên. Nhưng mà các bạn đọc học sinh lý thận đấy là suy thận. Đấy là suy thận cấp trước thận nhá, do thiếu dịch thôi. Nếu một điều như vậy, hoặc cái trường hợp thứ hai là khi mà tắc ruột ấy mà kali tăng ấy, có thể là các cái hoại tử các cái tạng trong ổ bụng. Ok. Nhá. Ok nhá. Đấy thì chú mới đọc cái đoạn đấy chú hiểu được. Chứ bảo vứt cho chú một đoạn lúc thì giảm lúc thì tăng thì biết làm sao được.